Ngày 20 tháng 10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự, vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, đơn vị khai thác mỏ đất hiếm tại tỉnh Yên Bái. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương. Cả hai ông bị điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra khởi tố bị can 4 người khác để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 221 Bộ luật hình sự. Ngày 9 tháng 10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các nghi phạm có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác có liên quan, tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt. Quá trình điều tra bước đầu xác định, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102 kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646 kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can đã hưởng lợi bất chính từ việc bán trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng. Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đất Hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế giúp công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt gây thiệt hại tạm tính cho nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng bộ công an cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra làm rõ bản chất vụ án thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước